Cùng với nhân dân cả nước, sáng nay nhân dân thành phố Đà Nẵng háo hức với sự kiện khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tại hội trường A, Học viện Chính trị khu vực 3, Đảng ủy Ban Giám đốc đã tổ chức cho 12 lớp học viên lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung khóa 52 và một lớp hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị khóa 5 với gần 600 học viên đang học tại Học viện Chính trị khu vực 3 theo dõi phiên khai mạc Đại hội Đảng lần thứ 13 được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 là một sự kiện chính trị trọng đại và chúng tôi quyết định là dành trong một thời gian ngắn tập trung tất cả các học viên khối cao cấp lý luận tập trung khóa 52 bao gồm trên 500 học viên và cái khối là hoàn chỉnh cao cấp lý luận khóa 5 57 học viên để các bạn là tham dự cái lễ khai mạc để khơi dậy trong lòng mình một cái niềm tự hào tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào cái thành công của công cuộc đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng và đó là sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân tộc. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng và đất nước. Chính vì vậy, được theo dõi phiên khai mạc đại hội, bản thân mỗi học viên nhà trường luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Rất là vui mừng, tự hào và vinh dự và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Trong nhiệm kỳ vừa qua thì toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đã đoàn kết thống nhất một lòng, tranh thủ những thời cơ thuận lợi, vượt qua những khó khăn thách thức, đạt được những thành tựu quan trọng, to lớn và toàn diện trên các phương diện về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và ngoại giao. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng là một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, của dân tộc, tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quan trọng quyết định hàng đầu đối với thắng lợi của sự nghiệp cách mạng, khẳng định vị thế phát triển của đất nước trong tiến trình đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế.